Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì kênh hướng dẫn trực tuyến tiếp tục gửi đến tất cả các bạn một cái video hướng dẫn về cái cách mà chèn cột hàng và dời hàng ở trong Excel trên Win 7. À, bây giờ bước thứ nhất, các bạn chèn muốn chèn một cái hàng nào đó thì các bạn kích vào một hàng bất kỳ, ví dụ tôi kích vào hàng này đi, rồi sau đó tôi nhấn chuột phải vào đây và kéo xuống nhấn chữ insert đây. Rồi như vậy thì tôi sẽ kích ok ngay chỗ này này, thì nó sẽ chèn ở trên của cái hàng này, nhấn ok đó. Đây các bạn đã thấy xuất hiện là thêm một hàng nó nằm ở trên rồi đúng không? Rồi, bây giờ tôi muốn mà chèn nhiều cái hàng, ví dụ như tôi muốn chèn ba hàng, hồi nãy tôi chèn có một hàng thì chèn ba hàng, tôi bôi ba hàng này và sau đó tôi cũng nhấn chuột phải, sau đó tôi nhấn insert, sau đó là tôi cũng nhấn ok đó, đã xuất hiện ba hàng đó. Rồi tiếp tục thêm một cái nữa là tôi muốn là chèn mà dời nguyên cái ba hàng này qua bên này và chèn thêm ba hàng mới vào ngay chỗ này, thì tôi sẽ nhấn vào ba hàng, bốn hàng hay là một hàng thì các bạn, nếu một hàng thì nó dời một hàng và dời qua bên này thì dời đúng với cái số lượng, ví dụ như A, B, C bao nhiêu cột bên này thì nó dời qua y chang bao nhiêu cột như vậy thôi nha. Tôi sẽ nhấn chuột phải, sau đó nó nhấn insert đó, rồi sau đó chúng ta nhấn là cái này này, thấy không? Các bạn nhìn vào cái chữ này tức là nó cũng đã nhấn ok đó, nó đã dời nguyên cái cụm này qua bên này, thấy không? Rồi tiếp tục thêm một mẹo nữa là chúng ta muốn là dời nguyên nguyên cái bảng này qua bên này hết chứ không phải là một cái ba dòng này nữa, thì ta nhấn tiếp tục chuột phải rồi sau đó insert và ở dưới cuối cùng này này các bạn tích vào đây. Đó, như vậy là đã dời qua hết luôn cho các bạn, thấy không? Rồi tiếp tục thêm một cái nữa là chúng ta tiếp tục ví dụ như ba hàng này, tôi đang làm demo là của ba hàng nha, lấy một hàng rồi, dù các bạn muốn bốn hàng thì sẽ chèn bốn hàng thôi. Rồi chúng ta nhấn tiếp tục chuột phải, sau đó chúng ta nhấn insert đây. Hồi nãy giờ tôi đã hướng dẫn cho các bạn tích vào đây, tích vào đây và tích vào đây rồi đúng không? Thì sao không có tích vào đây thì cái này nó cũng có chức năng y chang như là cái khác trên này thôi đó, nhưng mà nó lại xuất hiện từ 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 và chúng ta rất là dễ nhìn đây đó, cũng chèn ba hàng như vậy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách chèn hàng, thêm hàng vào Excel. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cột. Thêm cột thì cũng tương tự như vậy, các bạn kích vào ví dụ như các bạn thêm một cái các bạn thêm một cái cột nào đó, thì ví dụ như tôi sẽ thêm một cái cột A này đi, một cái cột A này thì tôi nhấn vào ngay chữ A này thì nó sẽ bôi đen hết tất cả. Còn hoặc giả chúng ta muốn làm mà nó chậm hơn tí xíu nữa thì các bạn cứ cầm cái các bạn kéo xuống có thể thôi, thay vì các bạn nhấn vào đây đi, nãy hàng cũng vậy, các bạn nên nhấn vào đây chứ, các bạn để vào đây các bạn kéo rồi nó hơi lâu đúng không, bạn nhấn vào đây nó bôi đen hết cho các bạn à. Đấy, này nhấn vào đây rồi sau đó là chúng ta tiếp tục kích chuột phải, sau đó chúng ta nhấn insert đó, nó đã thêm một hàng một cột cho thêm một cột nữa cho các bạn, không? Ví dụ như chúng ta muốn thêm hai cột hay là ba cột, ví dụ ba cột đi, thì tôi sẽ tiếp tục control giữ control và nhấn thêm hai cái nữa, rồi tiếp tục nhấn chuột phải sau đó nhấn insert tiếp tục đây, đã chèn cho các bạn thêm ba cột. Đây. 1 2 3 và nó nằm kế bên đó. Được chưa? Đó. Rồi ví dụ như chúng ta muốn chèn thêm cái cột bên này đi. Đây cái cột bên này. Và cột bên này. Thì chúng ta tiếp tục nhấn chuột phải, nhấn insert. Đây nó sẽ chèn thêm bên này là một cột
bên này là một hồ. Ở chúng ta muốn ghi gì đó chúng ta ghi, thấy chưa, rất là dễ phải không nào. Như vậy là video của tôi đến đây là kết thúc. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn là chèn hàng ngang và hàng dọc trong Excel cách rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, share, like, comment để kênh được phát triển và tạo động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.